Rồi Quang xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV nha. Rồi hôm nay tiếp tục ở tại kho hàng của chú Vũ Hùng thì mình sẽ tiếp tục để chia sẻ cho cả nhà mình xem về một cặp máy Yanma C30R của chú vừa mang về. Cặp xe thì chưa có dọn dẹp cho nên là nó còn hơi xấu, nhưng mà tại vì sẵn dịp thì mình lên lúc nào thì mình quay cho nhà mình xem lúc đó ha. Thì những về cái chi tiết về giá cả thì các bạn liên hệ vào số điện thoại của chú Vũ Hùng trên cơ bản nè. Đây 0913 993718, số Zalo của chú Vũ Hùng luôn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào đó để hỏi chú Vũ Hùng về tất cả cái giá cả cũng như là xe cộ. Các bạn xem những cái clip mình quay đó thì các bạn muốn hỏi chiếc xe nào thì các bạn chụp cái màn hình lại rồi các bạn gửi vô cái Zalo của chú Vũ Hùng, chú sẽ báo giá cho các bạn cái giá của từng cái thời điểm. Lý do tại sao mình không báo giá liền tại đây thì tại vì là tùy theo cái thời điểm giá cả nó lên xuống khác nhau, cho nên mình cũng không có báo giá trực tiếp được ở trong cái video này nha. Nó sẽ lên xuống khác nhau. Rồi đây, không đâu xa, một cặp Yanma C30R đây các bạn. Đây, quá đẹp. Dòng này nó sẽ có là sức nặng của nó là 2 tấn 350, 2 tấn 350, gần 2 tấn 4 đó. Đó. Nó thì nó sẽ chạy cái đầu máy là đầu máy 3TNV88. Này, phải không? Mình dỡ lên cho nhà mình xem. Đây, mình quay con bên đây trước nha. Nặng quá. Bộ nặng như gì? Trời ơi. Đây, Yanma. Các bạn. Đây đúng rồi, đầu Yanma 3TNV88, chỉ nhớ của mình chưa có cũng còn nhớ chính xác lắm. Đầu máy rất là đẹp nha các bạn. Nhưng có cái nó nằm hơi bịch, mình khó quay cho cả nhà mình xem này, chứ nó nằm hơi bịch nha. Cái chung máy đẹp lắm. Máy đẹp. Máy đầu Yanma thì khỏi chê vào đâu rồi các bạn ơi. Đấy. Này là dầu. Bình dầu. Ủa, còn nửa bình luôn nè. Bên kia là nhớt. Thùng thì hơi xét rồi, thùng này để phải làm lại xe, chắc xe công trình các bạn. Xe này đổ bê tông nè, dính bê tông quá trời luôn. Đây. Chân cẳng này còn đẹp nha, chân này đẹp nha. Đó, gầm bệ. Đây. Gầm bệ thì khối bằng cải. Nói chung là mấy chiếc này chắc nó nằm ở trong công trình cho nên là nó dính xi măng không nè các bạn. Chiếc này nằm công trình, nó nằm công trình thì nó chạy nó không chạy đường trường nhiều thì nên là xích nó cũng còn đẹp. Cái bơm nó nằm dưới này, bơm phải dỡ cái thùng lên mới thấy được cái bơm các bạn. Ôi, nằm phía trong rồi, nhưng cái bơm còn đẹp lắm, bơm khô ráo đẹp lắm các bạn. Mình cố gắng đưa vào đây. Đấy, cái bơm khô ráo đẹp nha. Lăng bọng đẹp lắm. Nói chung là xe này chân cẳng khô ráo đẹp. Này thì có đâu, đa số là mấy cái con này thì đa số đem về người ta phải làm thùng làm đồ lại hết. Đó. Như cái thùng này thì cái này là để gỡ bẩn hơi mục rồi, cái này thì sẽ làm lại hết mà. Đấy, đậu đây đang chuẩn bị cho chú ổng làm đồng lại. Rồi còn bên đây. Đây, còn đây thì chân cẳng gầm bệ cũng như bên kia thôi, rất là đẹp các bạn. Tại vì nó còn dính sình dính đồ quá này mà rửa sạch sẽ đẹp lắm. Nói chung là gầm bệ còn rất là ok. Gầm bệ thì khỏi chê nha các bạn. Đó. Cái này thì cây bơm nó cũng như con bên kia thôi, rất là đẹp. Cũng xanh chành đó. Nhưng con này thì làm như cái gai nó hơi mòn hơn bên kia. Nói chung cũng chín mự với nhau. Xi măng không à. Chắc có bản nó đi làm công trình lộ quá bạn. Đây.
chung là hai con này cặp mái nói chung là nó đồng thanh đồng thủ với nhau nha các bạn. Nói chung là cái vẻ đẹp của nó như nhau. Hai bên đều chạy 3TNW88 hết. Sẽ chung là mấy chiếc này thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu, đi lầy giỏi. Nói chung là vô lắp mương rồi đó thì nó chạy khá là hay, là nhỏ gọn nhẹ tải. Vậy thì ghế thì có thể là quay được hai hướng nha, chạy hướng nào cũng được. Đây ga thắng ga dưới bên kia là bị da bị số. Thì chắc là chú sẽ cho làm cái thùng lại thôi, dặm giá sơn phết những cái mấy thôi. Nói chung hai chiếc này còn quá đẹp, tại vì nó chưa có dọn thì các bạn thấy vậy thôi, chứ hai chiếc này dọn lại là cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là không chê vào đâu được các bạn. Hai chiếc này bánh răng thì hơi mòn một tí, nào mòn thì nó mòn nha các bạn, bánh răng thì hơi mòn một tí. Để xem hết bốn cặp bánh răng này. Mình đã khuất trong cạc các bạn. Nói chung là hai con này nó đồng thanh đồng thủ với nhau hết trơn à. Nà ná với nhau, hai con này có khả năng là nó hai con này chắc là chung một công trình ra luôn quá. Chung một công trình ra luôn. Đồng hồ không biết còn chính xác không, nhưng mà đồng hồ thì 2.754 giờ. Không biết đồng hồ nó có chết không nha. Bên đây thì nước quá rồi, hết thấy luôn rồi. Đó giờ mình cũng chưa từng là đi quay mấy cái chiếc này, nhưng mà mấy anh em mình hỏi hoài à. Bữa nay sẵn dịp mình gặp thì mình quay cho cái nhà mình xem. Bên đây là hai cái bơm đùi của nó nha. Đấy, tức là hai cái bơm đùi nó sẽ nằm ở bên đây. Đó, bịch quá không có quay rõ cho cái nhà mình xem được các bạn. Bảo hiểm bao gì bịch hết trơn rồi. Đấy, nói chung là nó chạy đồ thủy lực đó. Đó thì bây giờ là nó là gầm bệ mái đẹp. Rồi quan trọng là nổ mái đồ lên để xem mức độ đổ hơi như thế nào, ít nhiều. Chung cái xe thì đã qua sử dụng rồi thì nó phải đổ hơi thôi, các bạn không thể nào mà bắt buộc nó không đổ hơi được. Ít nhiều thôi để mình đánh giá xem nó mức độ như thế nào thôi, chứ còn nói mà các bạn đi lên bãi mình dám cá cho bạn luôn, nguyên một cái bãi như thế này các bạn đề máy lên không có chiếc nào không đổ hơi chứ. Chỉ là ít nhiều như thế nào thôi, quan trọng là mức độ để mình đánh giá nó. Nhiều quá thì phải làm hơi lại, còn ít thì vẫn xài về xài vài năm bình thường. Máy nào mà chẳng đổ hơi các bạn ơi. Rồi, hiện tại thì nó không có cặp bình ở đây, phải có cặp bình đây mình nổ máy luôn cho cái nhà mình xem. Nghe cái tiếng máy. Rồi. Anh em nào có điều kiện thì lên dít luôn nguyên cặp. Nguyên cặp về xài. Giá cho nó rẻ. Rồi bên đây nè cũng có bánh thùng bánh gì tựa lưa tà le nè. Thùng này không biết chắc của mấy con xe cuốc nè, thùng mấy xe cuốc không xài rồi dục ga nè để đổi bánh xích lại á, dục thùng qua đây. Đấy, anh em nào xài bánh thùng thì có việc liên hệ chú Vũ Hùng số điện thoại. Rồi mà mình đi vô trong thì mình phát hiện thêm một con nữa nha các bạn. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn, con này quá trời đẹp luôn. Con này thì khỏi chê luôn các bạn, con này thì xích bọng gầm bọng chân cẳng gì nó đẹp. Đẹp hơn cái con hồi nãy ở ngoài mình nhìn vô nó bị khuất cái xe lu mình không thấy.
quá trời ơi. Rồi rồi, cái gai của nó còn hết biết dày. Một bánh mới bánh cũ nha các bạn. Bánh đây là gai còn dày bịch luôn. Bánh bên kia thì nó cũ, nó tương đương với ngoài trước. Gầm bể nè. Phải mà nó hết như vậy là nó phê gì đâu các bạn. Hết như vậy là nó phê gì đâu. Bánh mới luôn nè, mới lắp lên luôn, còn cái gai luôn nè. Bánh này là chắc ở bản lắp lên để chạy về đây thôi các bạn, chứ chưa có xài gì chứ. Chưa chở xe nào luôn. Quá đẹp cái máy luôn. Máy cực kỳ đẹp nha các bạn. Quá đã. Rồi khỏi chê khỏi bàn cãi luôn. Rồi công nhận nhìn mấy chiếc này nó ghiền vậy đâu các bạn. Này thì giá thì cũng trăm ngoài chiếc thôi. Nói chung là giá của nó chắc cũng tương đương với giá đóng cái xe cải tiến thôi. Cũng trăm mấy, trăm rưỡi, trăm sáu. Mấy chiếc này thì về các bạn chạy lung chạy lầy là khỏi chê khỏi bàn cãi. Tiết kiệm nhiên liệu nè. Tốc độ vận tốc thì này kia thì nó không lại thôi, nó không lại với mấy con cải tiến thôi. Chứ còn nói về độ bền thì nó sẽ bền hơn cải tiến rất là nhiều. Đấy, nói chung cải tiến thì nó đồ chế mà, con này xe Nhật mà, xe hãng ráp mà. Đấy, rồi thôi cảm ơn các bạn đã xem video của Thế Dương TV vừa chia sẻ nha. Rồi mình cũng xin nhắc lại là các bạn muốn tham khảo giá cả chính xác hơn thì các bạn hãy liên hệ vào số điện thoại chú Vũ Hùng nha, để chú ổng báo giá chính xác hơn cho các bạn. Rồi để mình coi coi con này, tại nó nằm trên kẹt quá. Con này 2023 giờ. Con này cái giờ còn ít hơn cái giờ con ngoài kia nữa. Con ngoài kia như là 2004 quá, con này 2000 lẻ. Rồi thôi ba các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video mới tiếp theo của Thế Dương TV nha. Xin chào các bạn.